Lâm Khoa cùng với Thảo Ly xin mến chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình IBC trên băng tần 57.8 tại miền Nam Cali và cũng như là qua hệ thống Galaxy 19 trong nước Mỹ và Canada. Quý vị đang theo dõi chương trình Vui Lạ. Chương trình Vui Lạ nhằm mang đến cho quý vị những câu chuyện lạ, vui vui, đôi khi có vẻ như là thật kỳ quái, khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, điều khó tin đó có thật lại xảy ra trong thế giới của chúng ta. Và kính thưa quý vị, trước tiên xin mời quý vị cùng khám phá về bể bơi nhân tạo có kích thước lớn nhất thế giới. Đó là bể bơi Crystal Lagoon, được sách kỷ lục Guinness công nhận là bể bơi ngoài trời lớn nhất thế giới. Và bể bơi này nằm trong khu viên của Resort San Alfonso de Mar thuộc thành phố Algarrobo của Chile. Mà vì sao bể bơi này lại được ghi vào kỷ lục Guinness? Xin mời Lâm Khoa. Vì trong khi một bể bơi thông thường có chiều dài là 25m thì bể bơi này lại có chiều dài khoảng là 1 km, 1000m, tức là hơn nửa dặm dài và dài hơn 40 lần so với một bể bơi thông thường, và chỗ sâu nhất là 35m. Và có thể chứa được 250.000 mét khối nước, và với độ rộng tương đương 20 lần so với bể bơi của Olympic. Chúng ta có thể thấy được trong hình ảnh thì bể bơi này gần với bãi biển và một cái bể bơi rất là dài mênh mông. Nước ở đây được lọc liên tục nên bảo đảm độ trong suốt, có thể nhìn xuyên xuống tận đáy hồ. Ngoài bơi lội thì nhiều người còn thích chèo thuyền nè để mà khám phá chiều dài rất là dài của bể. Và cái chi phí xây dựng của bể bơi này có lẽ là rất là nhiều. Và chi phí như thế nào hả Lâm Khoa? Wow, khi nhắc đến cái chi phí này thì là một con số có thể đáng kể, ước tính là khoảng 1 tỷ Mỹ Kim. Ngay từ khi mở cửa, bể bơi đã thu hút số lượng khách tham quan rất là đông. Trong suốt mùa hè, nhiệt độ của bể bơi này luôn được duy trì ở mức độ là 79 độ F, có nghĩa là 26 độ C. Là cái lúc nào cái nhiệt độ cũng vẫn ấm áp, mặc dù ngay cạnh bãi biển mà nước biển rất lạnh, nhưng mà bể có hồ bơi thì lúc nào cũng ấm áp và vừa để cho mọi người có thể thư giãn được. Rất là tuyệt. Ngoài việc phục vụ bơi lội thì bể còn phục vụ nhiều hoạt động khác như là trượt máng nè, chèo thuyền và lặn xuống đáy, tương tự như là một công viên nước bên cạnh mặt biển, chứ không phải đơn thuần là một hồ bơi thôi. Điểm ấn tượng nhất của bể bơi chính là công trình kim tự tháp làm bằng kính trong suốt được xây dựng ở khu vực trung tâm. Và đây là một trong những công trình ấn tượng nhất của khu vực Nam Mỹ. Bên trong kim tự tháp thì còn có hệ thống điều chỉnh luôn giữ cho nhiệt độ của nước thoải mái nhất với con người. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn tham gia các dịch vụ thư giãn như là xông hơi, thác nước nhân tạo và massage bằng bọt nước nữa. Một nơi cho cả gia đình. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi điều gì đã làm cho nhiều người phải nín thở trước hình ảnh của những du khách thách thức cái chết. Nhiều người chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những run sợ và khi nhìn xuống những rìa vách đá hay một tòa nhà cao tầng. Ấy vậy mà không ít du khách vẫn sẵn sàng thách thức cái chết để thực hiện những hoạt động đầy mạo hiểm. Nếu một ai đó là người muốn tìm kiếm cảm giác mạo hiểm hay phải làm việc ở độ cao, thì việc chúng ta có khả năng thách thức và chịu được độ cao là một điều thật là tuyệt. Đúng như vậy. Một vài người coi sự thách thức độ cao giống như là một niềm tự hào. Đây là một loạt ảnh sẽ khiến cho người xem phải thót cả tim, đặc biệt là đối với những ai có chứng sợ độ cao. Chẳng hạn như là camping, cắm trại chênh vênh lơ lửng trên vách núi, và đáng sợ hơn là còn treo võng nằm đọc sách nữa. Như vậy là không biết quý vị có thể thư giãn được không? Theo Thảo Ly thì không thể nào thư giãn được, bởi vì những cái cảnh mạo hiểm sợ như vậy mình đã run rồi, đã không có thể nào thoải mái được thì làm sao mà có thể thư giãn được, phải không? Chạy xe đạp qua bờ vực của vách núi. Vui hơn nữa là đi dây băng từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác, đông đưa giữa thung lũng với không gian giữa trời. Một hình ảnh khác đó là người thợ chụp hình úp ngược bên bờ vách núi, chân chổng lên. Và người mẫu thì lại dính trên ven trên vách núi. Cùng đùa với thác nước một cách lạ thường.
nhào lộn trên không giữa núi đồi. Thảo Ly nhìn xem cặp tình nhân này họ có vẻ yêu nhau và đang tâm sự giữa những đường ray xe lửa với độ cao chênh vênh chừng khoảng hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Nghĩ là yêu say đắm quá cho nên không thấy gì mọi thứ xung quanh hết. Không còn biết sợ là gì. Đúng rồi. Và nhiều hình ảnh mạo hiểm khó tin khác, từ việc lơ lửng trên không trung giữa thiên nhiên cho đến lơ lửng giữa những tòa nhà cao tầng. Và điều đặc biệt là những người này rất là hạnh phúc khi mà họ được mạo hiểm như vậy. Sau đây là video do một khán giả rất thích những câu chuyện vui lạ mà đặc biệt là có ý nghĩa đã gửi đến cho chương trình để chia sẻ với quý vị, và xin mời quý vị theo dõi đoạn video clip ngắn này. Đó là hình ảnh của một chú chó cố gắng cứu sống những con cá đang bị chết ngạt. Video này chứng tỏ một số điều như là mặc dù không nói chuyện được với nhau như là loài người, nhưng dường như mọi loài đều có khả năng truyền đạt ngôn ngữ và suy nghĩ đến cho nhau. Dù không thể nói được và không có ngôn ngữ như loài người chúng ta, nhưng dường như một số loài vật có thể hiểu lẫn nhau bằng chính ngôn ngữ của chúng. Và đồng thời, video này chứng tỏ sự thông minh của loài chó như thế nào. Thật là cảm động khi thấy được rằng chú chó này đang cố gắng làm hết sức mình để mà tát nước cho những con cá không bị chết bởi vì thiếu nước. Rất là lạ đó là làm sao mà chú chó này lại biết được cá cần phải có nước để mà sống. Bởi vậy, chó được xem là người bạn tốt của loài người. Và vì thế, con người đã chọn chó làm con vật nuôi và thú cưng trong nhà. Nhưng đằng sau đó lại còn có lý do khác, đó là sự thông minh nè, trung thành nè, và đặc biệt là tình thương của loài chó dành cho con người và cho nhau nữa. Và cho cả những loài vật khác nữa. Tiếp nối là câu chuyện ngắn về cảnh tượng kỳ thú của con cá voi mẹ cõng con mình trên mặt nước. Wow. Nhiếp ảnh gia Justin Edward, 33 tuổi, khi đang đi cùng các bạn của mình ở đảo Maui, Hawaii, Hoa Kỳ, thì tình cờ phát hiện ra một con cá voi lưng gù cõng con của mình bơi trên mặt nước. Edward chia sẻ, thật tuyệt khi được chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó. Con cá voi còn bơi ngay sát thuyền của tôi. Dường như đó là cá voi mẹ và cá voi con đang cùng đùa vui với nhau một cách vui vẻ trên mặt nước. Theo National Geographic, các con cá voi lưng gù mẹ bơi sát những đứa con của mình để giữ an toàn cho chúng. Cá voi con có thể gắn bó với cá voi mẹ đến tận khoảng 10 năm nữa. Mà nếu như bình thường mình thấy được một con cá voi là một cái điều rất là đặc biệt, rồi mình thấy được cá voi, nhưng mà khi đi ra tới ngoài xa bờ biển đó, thấy được hai con cá voi nó bơi cùng với nhau, cái đặc biệt hơn là con cá voi con nó trèo lên lưng mẹ của nó để mà hai mẹ con cùng bơi với nhau. Tạo hóa thật là đặc biệt khi tình mẹ con lúc nào cũng thật là thiêng liêng. Không chỉ có con người mà còn có nhiều loài khác cũng có tình thương kháng khích giữa mẹ và con. Điều lạ trong video này là người cameraman đã có thể ghi lại được cảnh cá voi mẹ cõng cá voi con thật là kháng khích. Mà thường thì ít khi nào chúng ta bắt gặp được một cái cảnh và khoảnh khắc như vậy. I was just
That's just mean. Kính thưa quý vị, chương trình Vui Lạ còn có một số chuyện vui vui lạ lạ khác nữa xin được tiếp tục chia sẻ tới quý vị sau phần bảo trợ thương mại. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi trên băng tần 57.8 và Galaxy 19. Thảo Ly cùng Lâm Khoa sẽ trở lại trong phần 2 sau ít phút nữa.